làm con xe về giờ này. Ôi trời, thế này không được rồi, chúng tôi lại đấy. Mình vào đang vào trong ngõ. Em bỏ công ty về đấy. Rồi rồi, thế là muốn muốn này nó chính nhỉ. Muốn là gái nhỉ, thằng có cháu, có em. Chào cả nhà nhá. Đấy, hôm nay là rằm mùng 5 tháng 5 này. Đấy, ông họ trông lợn rừng. Đấy, lợn rừng ra sao cái lòng nó bé là cả nhà này. Đấy, cho biển này, gọi biển ra để biển quánh tích canh. Này, đánh 4 bát có từng ngày tiết rồi, đánh 4 bát. Bữa cơm chiều này rằm mùng 5 tháng 5. Nhân này toàn thịt thui. Lợn rừng bị thui à? Cái giống này phải thui nhỉ? Toàn bổ ngon cho cả nhà. Anh em rủ nhau ăn rầm chung đĩa lòng. Và mỗi người quánh mỗi người bát tí canh thế thôi. Rầm mùng 5 tháng 5 thế này thôi. Ở quê thế này là nhất rồi. Bà họ đang thổi cơm. Chào gái đây cả. Chào. chào nhẹ thế. Biển không có mang cái chân gà ra biển, chỉ cầm đấy để biển tương máy biển đánh thôi. Đánh 4 bát. Nhân ngon chưa? Nhân bổi ngon chưa cả nhà? Còn thịt chả. Ủa cái này cái giống này thui à? Mình cứ tưởng là nó không thui cơ. Thui rơm hết à? À nợ rừng phải thui nhỉ? Thơm. Thơm nếp không ạ? Rơm mùa này thì đầy rơm rồi. Nóng nuôi trong người. Mùng 5 tháng 5. Ngon chưa? Cả nhà nhìn đĩa nóng được chưa? Đấy cả nhà. Bầm đầy quá. Bầm nhiều bổi quá, tiếc thì ít. Đó, bữa cơm rằm thế này ngon rồi. Thêm một đĩa này nữa. Đĩa lòng ngon gần như sẽ điếu cả nhà. Đấy. Thế hai người đẹp đang tâm sự gì đấy? Hai người đẹp đang ngồi hôn nhau. Cho vào cái xe này. Thành mới ăn con xe mới đét chưa cả nhà? Chưa đóng ít, mai mới đấy nhỉ? Mai lấy biển là nó có nó gọi à? Thế còn cái con xe kia thì cho biển để biển bán đi lấy tiền uống bia. Thế bán được bao nhiêu? Thế lấy cái gì cứ chọc vào mắt nhau rồi thế. không có cái việc gì làm thế. Đã xong rồi cả nhà, xong bữa cơm rằm. Chiều cơm rằm đấy, cả nhà anh em nóng quá, mùng 5 tháng 5 nóng quá cả nhà. Làm tí rủ nhau chung tí lợn rừng lợn riếc ăn. À, chào mời cả nhà nhá. Chào nhà. Hôm nay nóng quá buộc phải tiết canh nóng lợn rừng uống bia rồi cả nhà. Nóng không tải được nhiệt, phải mua can bia rồi phải uống. Wow. Nóng quá cả nhà. Ngồi cạnh hơi còn phải quạt hơi nước nó mới mát. Đấy nóng lợn rừng nó chỉ nhỏ thôi. Nhỏ luôn, nhỏ tí luôn. Ăn thế nó ngon luôn. Ui giời, đút nó còn nhảy như cao su nhảy ra khỏi miệng. Cảm thấy ngon không? Ờ ông em. Ngon. Tinh. Giòn. Có ngon. Chuẩn. Chuẩn không cần chảy. Uống cho mát, không bóng mở, để vui, nóng. Chủ yếu là phải uống rượu rồi cả nhà, nhưng mà cái hôm nay nó nóng quá. Ông làm những thịt luộc là gì? Vì thịt luộc cái là ăn
Ui, thái, sao ông thái to thế? Ui, thái to. Đúng rồi, thịt lợn thái to, đấy, lợn thui cả nhà. Loại này nó toàn chả nhỉ? Toàn chả, thịt toàn chả. Đấy. Đây, lợn ăn thịt miếng to, uống rượu ban lớn. Ăn. Đủ đủ món không? Đủ đủ món. Ngọt. Làm miếng lỏng cái này. Ở đây dặn 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 dày á, làm miếng dạ dày chưa đã. Không không gắp nhanh, Tuấn nó gắp hết. Nhưng mà không ăn hết sạch đấy. Rượu bia thì không uống. Gắp cứ thoi thói. Ừ. Ăn cái dạ dày khác cái dạ dày mọi ngày. Nóng gà nó nhỏ à. Gà này. Ngon này, ăn ăn đi. Nhìn ngon. Ăn cái ăn đi. Không, gà thơm á. Dạ dày nhỉ. Mời cả nhà nhá. Gà thơm. Giòn á. Giòn. Giòn cũng ở đấy, là ớt đấy thì nhất, nhất là không. Tuấn thì làm miếng ớt này. Không, cái gì? Cái lòng da nhỏ à. Như ớt là tê. Ăn. Siêu nhỏ. Ăn lòng này nó có khác lòng mọi hôm không? Dùng lòng khác. Nó phải khác nữa. Cái ngày nào có cái loại lòng này bán thì chắc là đéo có ai có tiền mua được nhỉ? Đấy, cho ớt vào thế rồi. Tuấn ơi, làm miếng cái canh lợn rừng ăn cho nó khác lợn nhà không? Mát mẻ thằng người đấy. Con ông chủ quán và chủ quán ông lợi tới cảnh ấy. Hôm nay ăn kiểu đấy. Được không? Được luôn. Đấy, đứng tiếp nó ăn nó ngọt. Ngọt. Thơm. Thơm. À cũng còn biết ngọt hay còn thơm nữa. Giỏi thật đấy. Wow. Tình vào đuôi cả nhà. Còn được cái mẫu đuôi. đuôi heo rừng. Ngon. Tuyệt vời. Bà tươi uống bia đi. Ngọt thì ăn cơm như thế. Đưa ăn đâu. Đây nhá. Đây. Cái này dưới đậm lẩu quá. Cô Tuấn thôi này, ăn mì cả. Anh đi đâu thì nào cốc rượu cho mát mẻ thằng người, không bia thôi, sợ bỏng ống bụng làm ăn mì. Nước cái gì hay, sư ông. Hay. Khô quá. nấu xong cái này nấu món khác đâu là nó hút nước nhỉ, mì nó hút nước, mì nó hút nước. Bún phở Hà Nội ngọt nhỉ? Bún phở Hà Nội à? Này, bún phở Hà Nội chịu ông rồi. Anh ăn cơm anh ơi, ăn cơm anh mì, mang gà cho nhà nó nè. À bây giờ nó nhờ bác thịt luôn à? Dịch vụ đấy, mang gà để ăn dặm đấy cả nhà. Tối đi về ăn đi. Cộng thêm 10.000 nữa là 190 nè. Anh em ăn nhà mỗi đồng thế nào, mỗi đồng duy nhất. Mỗi đồng. Uống đi. Đây đã tiền. Uống đi đã. Trời ơi, uống này đã nhầm. Toàn nhầm. Nhầm thì ai? Nhầm đứa con, ông giả nhầm thì giả lại. Làm gì? Chưa cả nhà bây giờ phá ra nó, anh một nửa, chú một nửa nhá. Mới anh em một nửa, sắn đôi mới anh em nửa. Vâng.
Thôi phải ăn thôi, cái món này phải ăn ngay. Món này phải ăn ngay. Dẻm lắm rồi. Cái này bình thường, cái canh, cái canh đậm đặc, đậm đặc luôn. Chanh. Đây phải ớt, em phải ớt. Cái này là phải chơi rượu cả nhà. Thấp đôi. Mình lại rót rượu ra để chơi. Bắt cái chanh này. Cái canh rừng này là nó rất là hiếm. Mời cả nhà nhé. Hãm trước ăn sau. To này. Ai da, đã đợi đã điện. Thơm. Phải cho từng này ớt mà. Mọi chuyện mình ăn. Chuyện ăn thơm. Nhìn ngọt thơm. Quay lại quả lòng. Đậu thử. Xe điếu nhỉ. Xíu. Không cái mình dầu bay mất rồi. Mát mẻ. Đặt người. Đúng rồi. Này nó thơm rồi. Thơm. Thơm. Thôi mình cũng xin kết thúc video đây nhá. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nhá. Chốt mình đi. Rồi, cả nhà chào, cả nhà yêu như mình cái nhỉ. Chào cả nhà nha. Đấy.
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Nếu như thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ cho anh em mình nha. Cảm ơn rất nhiều.